Câu hỏi đầu tiên đó, do cái này nó hai câu hỏi nhưng mà chung một. Câu hỏi đầu tiên là: con chỉ biết tìm thông tin trên mạng thôi mà con không tìm thấy hình phạt mà tăng đoàn sử dụng trong tạng luật đó ạ. Thì vấn đề á, là cô này cổ hỏi sư là trong cái việc mà nuôi dạy con cái đó, thì nếu như mà mình sử dụng cái tâm từ, nếu mà mình sử dụng tâm từ á, thì mình không có đánh nó được. Nhưng mà nuôi dạy con thì có những khi nó hư thì phải phạt. Như vậy đó thì phải phạt như thế nào mà nó đúng với cái tinh thần Phật pháp. Đó, ý cổ là như vậy. Thì sư mới giới thiệu cho cổ là cô hãy xem tham khảo những cách mà tăng đoàn áp dụng khi mà bị có một vị nào đó vi phạm giới luật. Nó có những cái có thể tham khảo khi mà nuôi dạy con cái. Thì cô tìm không thấy. Thì như thế này quý vị, khi mà nuôi dạy con cái đó thì cũng có khi nó phạm lỗi, thì cũng vậy, trong tăng đoàn cũng có những cái vị tỳ kheo trong quá trình tu tập thì vị đó cũng phạm lỗi. Tuy nhiên á, lỗi thì nó có nặng có nhẹ. Lỗi nhẹ đó, ngay cả với một lỗi nhẹ thì vị đó có thể quỳ xuống trước một cái vị tỳ kheo khác rồi vị đó sám hối. Thì đối với cái một số nền văn hóa thì họ xem cái việc mà quỳ gối đó nó là một cái gì đó nó hạ thấp nhân phẩm. Nhưng mà cái hình ảnh một người mà quỳ xuống xin lỗi đó nó thể hiện cái sự khiêm cung và thể hiện cái sự ăn năn và biết hối lỗi đó. Cho nên cái hình ảnh mà một vị tỳ kheo mà quỳ xuống để mà sám hối với một vị khác, cái chuyện đó rất thường thấy trong tăng đoàn. Thì cũng vậy, quý vị có thể dạy con nhỏ đó là khi con xin lỗi thì khi con gặp ba má con nên quỳ xuống con xin lỗi đó, có thái độ đàng hoàng. Và quý vị đó cũng cần có một cái hình tướng nó trang nghiêm, chứ không phải là ông cha lúc đó ông đang ở trần mà ông dạy con đó, hoặc là ông cha lúc đó ông đang nhậu nhẹt mà dạy con, hoặc là bà má vừa chiên xào đồ ăn vừa làm cái này vừa làm cái kia mà dạy con. Thì như vậy đó nó không có cái sự trang nghiêm, và dần dần đó, con nhỏ nó thiếu đi cái sự cung kính trong lúc mà nó nhận lỗi. Tại vì sao? Khi mà chưa tăng quý vị sám hối với nhau đó, thì hai vị tỳ kheo vẫn phải đắp y đàng hoàng sau đó sám hối với nhau. Quý vị thử áp dụng, có nghĩa là khi mà con xin lỗi thì mình phải ở trong một cái trạng thái tâm lý ổn định và một cái hình thức nó cũng tương đối nó nghiêm túc, chứ không phải lúc đó là áo quần xốc xếch đó, rồi ông cha thì ông ở trần đó, rồi dạy con. Thì như vậy thì nó thiếu đi cái sự trang nghiêm của một người cha, một người mẹ. Cái nữa đó, trong giới luật của tỳ kheo thì có một số cái giới dành cho sa di, mà khi mà một vị sa di đó phạm lỗi thì vị đó phải nhận những cái hình phạt để mà chuộc lỗi. Ví dụ như vị đó có thể quét sân, vị đó có thể xách nước, vị đó có thể lau dọn chánh điện đó. Thì những cái lỗi đó để cho vị sa di đó nhớ là khi phạm những cái lỗi này thì vị đó phải nhận những cái hình phạt tương xứng để chuộc lại cái lỗi. Và đó chỉ là những lỗi nhẹ thôi. Những lỗi nhẹ ví dụ như ăn sái giờ, ví dụ như chiều tối rồi còn lén lén mà nấu gói mì, ví dụ những cái lỗi nhỏ như vậy đó, thì vị đó sáng ra thì có thể xách nước, có thể quét sân đó, có thể lau dọn chánh điện. Thì cũng vậy, khi mà quý vị nuôi dạy con cái đó, có những cái lỗi nhỏ nhưng mà quý vị có thể cho bé nó những cái hình phạt nho nhỏ để nó nhớ. Nó nhớ là khi mà mình làm cái lỗi đó mình phải chịu trách nhiệm. Quý vị có thể xem những cái lỗi nào là lỗi nhỏ thì quý vị tự quý vị xem. Rồi nó có thể làm những cái chuyện ví dụ như là quét nhà,
ví dụ như quét sân, ví dụ như là lau nhà, ví dụ như là lau bàn thờ nếu như mà bé nó lớn tí xíu, hoặc là xếp quần áo, những việc như vậy. Nên nên có những cái hình phạt nho nhỏ như thế, hoặc là những cái khi mà chư tăng á, khi một vị tỳ kheo phạm một cái lỗi lớn hơn nữa đó, thì có thể là bị sám hối trước một cái hội đồng tăng gồm 20 vị. Nhưng mà trước đó đó là vị đó sẽ sám hối trước một hội đồng tăng 20 vị, rồi sau đó vị đó sẽ biệt chúng khoảng 7 ngày đó, biệt chúng khoảng 7 ngày cộng thêm cái thời gian mà vị đó giấu tội, ví dụ như vị đó giấu một ngày thì 7 ngày cộng thêm một ngày nữa, rồi sau đó đó thì sẽ cần có một cái hội chúng 20 vị để mà gỡ tội cho vị đó. Có nghĩa là sau khi mà vị đó 7 ngày khiêm hạ cộng với những cái ngày giấu tội rồi thì sẽ có một cái hội chúng để mà cởi bỏ cái lỗi cho vị đó và khôi phục cái tư cách của một vị tỳ kheo. Thì cũng vậy, thì khi, nhưng mà cái lỗi đó là lỗi tương đối nặng rồi đó, lỗi tương đối nặng rồi. Thì đối với những cái lỗi nặng á, thì quý vị có thể dạy con, ví dụ như là bắt nó là phải ra trước mặt cha, có mẹ, có anh chị em, có ông có bà, có nghĩa là có một cái hội đồng để mà đánh giá cái lỗi của nó. Và khi đánh giá như vậy thì sẽ ra một cái hình phạt xứng đáng. Ví dụ như trong 7 ngày này con không được đụng tới điện thoại, hoặc là 7 ngày này con không được chơi game, rồi cộng thêm mấy ngày đó mà con lỡ con giấu tội, con làm, con giấu, con hư. Thì sau đó, sau khi kết thúc cái thời hạn đó đó, quý vị có thể là tập hợp gia đình lại rồi xác nhận là những ngày qua là con đã có những cái có cái sự nhìn nhận tội lỗi và đã chịu cái hình phạt xứng đáng rồi. Và bây giờ nếu như mà ở nhà không có ai ý kiến thì có thể là tha lỗi và cho con trở lại như hồi xưa đó. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp á, mà vị tỳ kheo phạm những cái lỗi quá nặng thì có thể đưa đến cái sự trục xuất. Nhưng mà con nhỏ thì mình không thể nào mình làm cái chuyện mà trục xuất được đó, chứ còn để mà nó tới cái mức độ mà mình phải đuổi nó ra khỏi nhà thì nó quá đáng rồi. Cho nên Đức Phật nói là trong cái bài kinh chăn ngựa, Đức Phật hỏi cái vị tỳ kheo ấy, hỏi cái người chăn ngựa đó thì ông nuôi ngựa như thế nào. Rồi. Cô Visakha thiện duyên vui lòng tắt máy, tắt cái mic. Thì Đức Phật hỏi vị tỳ kheo chăn ngựa là ông chăn ngựa thì ông chăn như thế nào, thì vị tỳ kheo đó nói là Bạch Đức Thế Tôn đó, cái con nào nó cần dỗ dành thì con dỗ dành, cái con ngựa nào nó cần phải đánh thì con đánh, còn cái con nào nó cần vừa dỗ vừa đánh thì con cũng vừa đánh vừa xoa, còn cái con nào mà dạy hoài không được thì con giết làm thịt. Thì Đức Thế Tôn nói là Như Lai cũng dạy các vị tỳ kheo như thế. Thì cái người chăn ngựa mới hỏi đó là Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài là một vị đại từ bi, thì làm sao mà ngài có thể nói một cái câu như là có thể giết, đánh rồi giết như vậy. Thì Đức Thế Tôn trả lời đó, có những vị cần Như Lai nói nhỏ nhẹ, khuyến khích một cách nhẹ nhàng thì Như Lai sẽ dạy dỗ một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà có những lúc, có những vị cần Như Lai dạy dỗ một cách nghiêm khắc thì Như Lai sẽ dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Có những vị đó cần kết hợp là có khi thì nhẹ nhàng, khi thì nghiêm khắc, thì Như Lai dạy dỗ khi thì nhẹ nhàng, khi thì nghiêm khắc. Còn có những vị đó
dạy không được nữa thì Như Lai giết có nghĩa là Như Lai từ bỏ, không nhắc tới nữa. Cũng vậy, trong cái quá trình mà nuôi dạy, sư nghĩ là ngay cả trong ngành sư phạm cũng vậy thôi. Có những cái trường hợp dạy dỗ mình nhắm mà nó thích nói ngon, nói ngọt, nói nhỏ nhẹ, ví dụ như con làm, con nên làm cái này đó, tại vì con làm cái này thì con sẽ được cái này, nó sẽ được những cái điều lợi ích cho con. Thì con nít có những đứa nó trong có những giai đoạn nó thích ngon ngọt, nhưng mà có những giai đoạn đó, nó cần có cái sự nghiêm khắc. Ví dụ như con nên biết cái này là cái lỗi, và con nên biết khi mà con làm cái này là con rất là dại, và khi con làm như vậy đó, con sẽ đem ra những cái hậu quả như thế, và cái hậu quả đó, đó con sẽ phải khắc phục như thế nào, và con sẽ phải nhận lãnh những cái hình phạt như thế nào. Đó là những khi mà cần phải nghiêm khắc. Rồi có những đứa mà mình cần vừa đánh vừa xoa, có nghĩa là trước thì xoa nó, con làm, con đã làm những cái chuyện này rất là tốt, bài vở con đã học những rất là tốt, tuy nhiên đó, ba mẹ thấy con là dạo này chơi game hơi nhiều, mà cái chuyện đó nó sẽ ảnh hưởng việc học. Hoặc là có thể là đánh trước mà xoa sau đó, ví dụ như là nghiêm khắc dạy dỗ nó những cái lỗi mà con phải nhìn nhận rồi con phạt, nhưng mà sau đó là tuy nhiên là trong thời gian qua thì ba má cũng thấy con có những cái hành động, cũng có làm những cái chuyện tốt, ví dụ như là được 10 điểm hoặc là được cô giáo khen, hoặc là con có làm những cái chuyện tốt nào đó mà ba má thấy thì cái này thưởng cho con, nhưng mà con nhớ hư là phải bị phạt, làm tốt thì con được thưởng đó. Còn cái đứa nào mà dạy hoài không được thì không lý tới nó nữa. Nhưng mà cái này sư nghĩ có thể là trong ngành sư phạm thôi, chứ còn mà bậc làm cha làm mẹ mà làm sao nói tới cái chuyện không lý tới nó nữa được đó. Thì đó là sư gợi ý cái cách mà tăng đoàn ứng xử với nhau nó rất là đẹp như vậy, thì quý vị có thể xem xét, nếu phù hợp thì quý vị có thể áp dụng vào ở trong cái chuyện giáo dục. Ngoài ra đó, tăng đoàn còn có một số cách để giải quyết các cái cuộc tranh luận. Ví dụ như có những cái cuộc tranh luận mà chư tăng phải bỏ phiếu đó, có nghĩa là theo số đông. Nhưng mà có những cuộc tranh luận á mà không theo số đông được, tại vì cái số đông là những người theo ác tà kiến đó, cho nên là không phải chuyện gì cũng theo số đông. Có những trường hợp thì cần phải đối diện minh bạch rõ ràng, ví dụ như con nó làm cái chuyện gì đó đem ra hỏi rõ, hỏi cho rõ ràng, ba mặc một lời, ba má nghe người ta nói con vậy đó, con có hay là không, cho nhỏ cơ hội giải thích, cần thiết đối chất để xem coi nó giải thích như thế nào. Thấy chưa? Đó. Rồi có những trường hợp mà chư tăng nói với nhau là thôi bây giờ bỏ qua, không nhắc tới nó nữa, thì cũng vậy, có những cái lỗi đó mà con cái nó phạm rồi thì giải quyết xong rồi thì thôi dẹp, không nhắc tới nó nữa. Nhất là sư nói mấy cái cô phụ nữ, người ta lỡ mà người ta làm cái lỗi gì rồi đó, có khi là mình nhắc tới, nhắc luôn, nhắc tới, nhắc luôn, nhắc hoài, nhắc không bao giờ chịu bỏ. Không có nên như vậy. Nhất là con nít á, khi mà nó cứ bị một cái lỗi mà nó đã chịu cái phạt rồi đó, mà cứ bị nhắc tới, nhắc lui hoài đó, thì nó không có nên. Đó, cho nên là có những cái việc mà mình cần phải học cách chôn lấp, có nghĩa là không nhắc tới nó nữa. Đó. Thì khi mà quý vị áp dụng những cái phương pháp mà tăng đoàn giải quyết để mà ứng dụng trong cái việc giáo dục ở trong gia đình đó, thì nó sẽ mang lại nhiều cái điều lợi ích.